Tại Hoa Kỳ, có một lãnh địa được gọi là khu vực 51. Nó nằm trên sa mạc Nevada, hoang vắng và cách rất xa khu dân cư. Nơi đây được cho là một căn cứ tuyệt mật của quân đội Mỹ, là nơi mà người Mỹ đã dùng để ngụy trang với cả thế giới. Bên trong đó, họ đang nghiên cứu các dự án về người ngoài hành tinh và vật thể bay không xác định. Rất nhiều lời đồn cho rằng đã có nhiều người ngoài hành tinh từng được ghi nhận tại khu vực 51 và cũng có nhiều những vật thể bay không xác định quanh khu vực này được phát hiện. Vậy khu vực 51 có thật sự tồn tại không? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu. Vào năm 2013, lần đầu tiên sự thật về khu vực 51 đã được chính phủ Mỹ công nhận. Đúng là khu vực 51 thật sự có tồn tại, chứ không chỉ là truyền thuyết. Theo 407 trang tài liệu mà CIA đã công khai và giải mật, thì khu vực 51 là một vùng đất rộng khoảng 38.400 mẫu Anh, nằm bên cạnh hồ Groom, lọt thỏm trong sa mạc Nevada. Cái căn cứ 51 này được thành lập từ năm 1954. Đây là thời điểm mà Hoa Kỳ và Liên Xô đang xảy ra chiến tranh lạnh. Ông Tổng thống Mỹ lúc đó là Eisenhower đã lo lắng về việc quân đội Liên Xô có thể đang có những hoạt động bất thường và có thể tấn công bất ngờ vào Mỹ khiến nước này không kịp trở tay. Vì vậy, ông quyết định phải tăng cường mạnh mẽ hoạt động tình báo, đặc biệt là phải nắm nhất cử nhất động của Liên Xô. Kể cả con muỗi bay vào căn cứ quân sự của Liên Xô cũng phải làm rõ là con đực hay con cái đang đi tán gái hay trốn vợ đi cặp bồ. Và để thực hiện được mục tiêu tình báo này thì phía Mỹ đã cho phát triển một loại máy bay do thám có tên là U-2. Đây là loại máy bay hiện đại được trang bị rất nhiều camera siêu nét có khả năng zoom xa. Nếu nó bay trên bầu trời Liên Xô thì sẽ nhìn thấy mọi thứ, kể cả những ông lính đang tưới cây bên bìa rừng. Thế thì Liên Xô có làm gì Mỹ cũng biết hết. Nhưng điều quan trọng là mọi thứ phải được thực hiện một cách tuyệt mật, bởi vì Liên Xô cũng có rất nhiều gián điệp. Để Liên Xô biết Mỹ phát triển U-2 thì cái mong muốn nắm bắt nhất cử nhất động của Liên Xô làm sao còn thực hiện được nữa. Chính vì vậy, Tổng thống Mỹ đã gọi những chuyên gia quân sự tài giỏi nhất đến, giao cho họ nhiệm vụ rằng: các ông phải tìm cho tôi một vùng đất bí mật nhất trên nước Mỹ, làm sao để mọi hoạt động gián điệp, phát triển và thử nghiệm máy bay do thám U-2 sẽ tuyệt đối an toàn, không ai có thể phát hiện ra, kể cả tình báo Liên Xô và cả người dân Mỹ, tuyệt đối bí mật. Và sau khi dùng máy bay lượn khắp đất Mỹ thì họ đã chọn được khu vực xung quanh hồ Groom. Đây chính là vùng đất lý tưởng nhất, vừa cách xa khu dân cư, vừa nằm ở trong sa mạc xa xôi, ô tô không thể đi đến, máy bay cũng chẳng bay qua đó làm gì. Thế nên đây sẽ là địa điểm lý tưởng nhất. Tổng thống hài lòng với lựa chọn này và gọi nó là khu vực 51. Khi khu vực 51 được đưa vào hoạt động, máy bay do thám U-2 đã nhiều lần bay trên bầu trời để thử nghiệm. Và đôi khi nó đã bị phát hiện bởi cơ quan kiểm soát không lưu và cả không quân. Hãy nhớ rằng, trong dự án bí mật tại khu vực 51, ngoài những đơn vị đặc biệt được giao nhiệm vụ nghiên cứu, thì tất cả những người lính khác trong quân đội Hoa Kỳ không một ai được phép biết về cái được gọi là khu vực 51 hay máy bay U-2. Chính vì vậy, khi phát hiện ra U-2 trên bầu trời, thay vì nghĩ nó là một chiếc máy bay, người ta lại cho rằng đó là vật thể bay không xác định, hay đúng hơn thì họ nghĩ đó là đĩa bay của người ngoài hành tinh. Tại sao lại như vậy? Thì đó là bởi vì vào thời điểm đó, những chiếc máy bay chở khách chỉ bay cao khoảng 6 km, những chiếc máy bay quân sự bay cao hơn nhưng cũng chỉ khoảng 12 km, những chiếc hiện đại nhất cũng chỉ 13 km, chưa từng có chiếc nào bay cao hơn thế. Thế nhưng chiếc U-2 mà Mỹ đang thử nghiệm thì lại bay cao tới 20 km. Chính vì vậy, trong đầu tất cả mọi người không biết về chiếc U-2 thì chỉ có đĩa bay của người ngoài hành tinh mới có thể bay cao như vậy. Điều thú vị hơn là chính phủ Hoa Kỳ không những không phản đối suy nghĩ của người dân về việc đĩa bay người ngoài hành tinh xuất hiện trên trái đất, mà ngược lại, họ còn cho nhân viên phóng đại điều đó, đưa ra nhiều thông tin gây nhiễu để mọi người tập trung hơn vào UFO. Tại sao lại như vậy? Thì đơn giản là vì người ta càng nghĩ rằng U-2 là vật thể bay của người ngoài hành tinh, thì thân phận thực sự của những chiếc U-2 càng được giữ bí mật. Chẳng ai có thể ngờ đĩa bay mà họ đang theo dõi hóa ra lại là thiết bị bay hiện đại mà chính phủ đang phát triển. Cũng nhờ đó mà giai đoạn này rất nhiều thông tin về UFO được bắt gặp. Mà có thể không chỉ Mỹ, rất nhiều nước khác như Liên Xô, Anh, Đức hay kể cả Tàu cũng đang phát triển những thiết bị bay bí mật của mình. Sau này ở khu vực 51, không chỉ những chiếc U-2 mà rất nhiều phương tiện khác của Mỹ đã được nghiên cứu và thử nghiệm tại đây như A-12, máy bay tàng hình Bird of Prey, F-117A và Starship Blue.
Cho đến năm 1989, có một người đàn ông đã lên TV và phát biểu rằng anh ta là kỹ sư làm việc cho quân đội Mỹ tại khu vực 51. Anh đã được giao nhiệm vụ thiết kế ngược chiếc đĩa bay của người ngoài hành tinh và anh cũng đã nhìn thấy người ngoài hành tinh ở khu vực đó. Tuy nhiên, những thông tin mà người này đưa ra không được kiểm chứng. Ngay cả việc anh nói anh đã được đào tạo ở trường đại học nào thì xác minh cho thấy trường đó không hề có tên sinh viên như vậy. Còn đĩa bay mà anh vẽ ra, đến nay khoa học vẫn không thể tin nó có thể hoạt động. Rất có thể, anh chàng này chỉ đang cố gắng bịa chuyện để thu hút sự quan tâm của dư luận. Chứ là người của quân đội Mỹ, không ai lại đi công khai bí mật quốc gia như vậy, mà cũng chẳng ai dám làm như vậy. Hiện nay, khu vực 51 vẫn đang được hoạt động. Hàng ngày vẫn có máy bay chở những người công nhân đến rồi về ở khu vực này. Người dân không thể tiếp cận, hệ thống an ninh bảo mật rất nghiêm ngặt. Bên trong đó, chắc chắn vẫn có nhiều dự án bí mật của quân đội Mỹ, nhưng có người ngoài hành tinh hay không thì chưa ai làm rõ được. Có điều, những vật thể lạ bay trên độ cao 20 km vào năm xưa thì chắc chắn là những chiếc U-2. Như vậy, khu vực 51 là có thật, nhưng những chiếc đĩa bay đã bị phát hiện trên bầu trời, phần lớn là máy bay U-2. Còn hiện tại, khu vực 51 đang diễn ra điều gì bên trong thì chỉ có ông Biden mới biết. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại!